Năm mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Xin chào quý gia chủ đã trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh chị gọi điện đến nhờ Phong thủy may mắn hỗ trợ về việc khai sơn lập hướng năm 2020. Tuy nhiên thì có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề xây nhà theo tuổi khiến cho các gia chủ vô cùng hoang mang, chưa rõ mình có xây được nhà hay không. Để giúp gia chủ hiểu đúng và chính xác hơn về vấn đề gia chủ có nên xây nhà trong năm 2020 hay không, xin mời quý anh chị xem video dưới đây của chúng tôi. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi tiến hành động thổ để xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi hanh thông. Con đường công danh tài lộc được mở rộng hơn nữa về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên, ngược lại, nếu quý anh chị mà chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí của ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tài ương khó tránh dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Những mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1975 nạp âm ngũ hành là đại khê thủy. Tuổi này đa phần là trung niên phát đạt, cả đời được gần người phú quý. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ xung khắc trong năm nay. Mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới xương cốt như gút, đau nhức xương, chật khớp và các bệnh liên quan về thận. Ngoài ra, trong năm nay dễ gặp phải những chuyện kiện tụng áp lực cho bản thân, đồng thời cũng dễ gặp nạn mất máu. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cẩn thận thị phi hoặc là lãnh đạo áp chế. Trong năm Canh Tý 2020 này, mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 rất có thể vướng phải những thị phi thụ động không mong muốn hoặc ức chế từ cơ quan làm việc, lãnh đạo khó khăn. Đây cũng là điều thường xuyên có thể xảy ra nơi công sở, làm việc. Nên các gia chủ cần bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để tránh được những kết quả không mong muốn hoặc là ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của bản thân, kìm hãm đường công danh sự nghiệp bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Năm nay khi xử lý mọi việc thì bạn nên bình tĩnh xử lý, không nên nhanh miệng. Năm mệnh 46 tuổi năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân bách sự ưu. Người tuổi này dễ gặp khẩu thiệt thị phi kiện tụng. Yếu tố đầu tiên cần xét đến của tuổi trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc tàng tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 46 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay. Trong năm này thì mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Nếu có tiến hành xây dựng mà tuổi hợp với trạch đất nhà mình sẽ có thể động thổ cho căn nhà của mình. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 sẽ là 46 tuổi nên sẽ không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ cần tránh các năm tam tai, tị, ngọ, mùi. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm mệnh năm nay sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Để có tiến hành xây được mới thì cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình, nên việc xét các hung vượng của trạch đất rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích kết cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất.
Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất vận xấu. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như là Long sinh bát sát, Hoàng tuyền sát, Mộ Long biến vận sát có thể ảnh hưởng tới nhân định trong nhà. Trong trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù sơn tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là sẽ cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trên căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Trường hợp này thì gia chủ vẫn có thể tiến hành xây như bình thường. Tuy nhiên thì cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này thì gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến thức và phong thủy trong nhà mình, cần kết hợp hài hòa để sao cho phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà. Nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa sẽ dẫn tới tổn thất về nhân định. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mệnh. Với nam mệnh Ất Mão sinh năm 1975 sẽ thuộc cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của Tây Tứ trạch sẽ là hướng Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ trạch là hướng Bắc Họa Hại, Đông Tuyệt mệnh, Đông Nam Lục Sát và Nam là Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là Trinh Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc Đông Tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thị phi, quan phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn. Cơ thể thì suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn đến sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như quá xấu thì dẫn tới tổn thất nhân đinh. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 75 đang ở nhà hướng này cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
về hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh có giải độ số theo La Kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tảo sửa chữa nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để được chọn 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên để tiến hành cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này sẽ thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh, hơn nữa nếu có tình bất chấp xây dựng cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay sao Nhĩ Hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng sẽ rơi vào trường hợp thứ ba là đất đục vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này thì gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng bình thường, nhưng cần chú ý trong khi xây dựng sẽ cần mượn tuổi động thổ hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý tới phần kiến thức và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng và phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng chặt đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Ất Mão sinh năm 1984 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Ất Mão sinh năm 1975 đang ở nhà hướng Bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Tiếp theo là hướng đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này phạm phải ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nam mạng Ất Mão sinh năm 1975 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Trong trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Ất Mão sinh năm 75 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành thì sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như quá xấu thì dẫn tới tổn thất nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 nam mệnh ở nhà hướng đông cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
Tiếp theo là hướng Tây gồm 3 zone Canh, Dậu, Tân có giải độ số theo La Kinh từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý Cửu Tử đáo đến Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo Kim Cung, hỏa Kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch, hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quý là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Cản Hợi có giải độ số theo La Bàn từ 292,5 cho tới 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo Kim Cung, thổ Kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó thiết kế thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh Ất Mão sinh năm 1975 xây nhà và hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ trạch, hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch tài tinh đáo đến Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ tứ thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch, hợp hướng được diên niên. Đây là sao gỗ khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp lâm phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ lúc này là sẽ cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó thì do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Còn nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 cho tới 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sau lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn 5 tháng cát lành là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể.
Mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc khảm, chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi mệnh chủ nam mệnh Ất Mão sinh năm 75 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như quá xấu thì dẫn tới tổn hại nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn 5 tháng khác đắc vận đắc long đón thiên khí vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 75 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Cuối cùng là hướng Tây Nam gồm ba sơn mùi khôn thân có giải độ số theo la bàn từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 9 và tháng 10 khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tự quái lạc cấn, chủ về sức khỏe vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt cát lành bình an phát triển thuận lợi nhanh chóng. Tuổi gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phủ long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là sẽ cần tìm 5 tháng ngày giờ bất lành phủ long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ tiến hành xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó thì do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt cát lành bình an phát triển thuận lợi. Nếu những hướng này xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra thì đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì Phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong những video sau.